Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 184 của kênh công nghệ TLD. Hôm nay thì hai anh em mình gồm Duy và Lương sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Sơn Nguyễn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp thứ 184 ngày hôm nay của bạn Sơn Nguyễn. Bạn có hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là em có con Dell Precision 7710, RAM 32GB, M4000M, em có thể nâng cấp được card P5000 được không ạ? Em ơi, dòng máy của em thì chắc chắn là không nâng cấp được dòng card P rồi em ạ. P5000 là nó dùng cho 7720. Máy của em thì nó nhận được M5000 là cao cấp nhất. M5000 sẽ dung lượng của nó là 8GB em nhá. Còn nếu mà có nhu cầu nâng cấp card qua cửa hàng anh nâng cấp cho em. Nếu mà đổi từ card M4000 lên M5000 thì anh sẽ hỗ trợ em giá thêm nó là 4 triệu đồng thì em có thể mang qua để được hỗ trợ nâng cấp. Còn con M4000 của em thì dung lượng gốc của nó chỉ có 4GB thôi. Còn M5000 thì nó là 8GB, gấp đôi dung lượng em nhá. Còn chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ hai của bạn Hoàng Nguyễn. Bạn có hỏi là 10 triệu bây giờ thì mua máy gì chơi game với làm đồ họa? Em hỏi nhiều bạn rồi. Trong tầm 10 triệu bây giờ thì nó sẽ có khá là nhiều dòng máy. Còn nếu mà kiểu chuyên về chơi game thì thường sẽ sử dụng dòng card GTX. Nếu mà trong cái tầm giá của em thì ngon nhất anh nghĩ là chắc là con Dell 7447. Máy được trang bị đó là i5-4210H, RAM 6GB và ổ cứng SSD128 kèm theo ổ 500GB chẳng hạn. Và màn hình Full HD thì cửa hàng đang bán là 9.9 triệu. Và cả màn hình kèm theo máy nó là GTX 850 dung lượng 4GB. Nó sẽ hỗ trợ em chơi game tốt nhất trong cái phân khúc giá đó. Nhưng con này thì lưu ý là màn 14 inch thì sẽ nhiều bạn không thích. Nhưng mà nó chơi game thì đã phải là màn 15.6 inch. 15.6 inch có lẽ là rẻ nhất thì là có con Asus ROG GL552, cũng được trang bị i5-4200H và RAM 6GB, ổ cứng SSD cộng với cả card GTX 950 dung lượng 4GB và màn hình HD. Thì em này sẽ có giá là 10 triệu rưỡi trên thị trường. Thì anh nghĩ là hai chiếc máy này sẽ ổn và phù hợp nhất để khi các em bạn chơi game. Còn có một con máy nữa trong phân khúc của em thì nó cũng ổn. Đó là con Dell Latitude 6540, sẽ là trang bị i7-4800MQ, RAM 8GB, SSD128 cộng ổ 500 và cả màn hình rời 2GB, màn hình Full HD. Anh đang bán cửa hàng đang bán là 9.9 triệu, thì em có thể cân đối tài chính để em lựa chọn cho tốt em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Tùng Nguyễn. Bạn có hỏi là: anh cho em hỏi là chip Core i7-6700HQ bây giờ có quá cũ không ạ? Và em muốn chơi game ở mức 2 setting thì nên lựa chọn mức cấu hình nào ạ? Mời anh tư vấn ạ. Thứ nhất là chip 6700 thì máy được sản xuất đó là 26 và 27. Anh nghĩ là với công nghệ tầm tiền này thì cũng chưa phải là cũ cho lắm, bởi vì nó mới ra mắt được 3 năm. Trung bình thì một chiếc máy tuổi thọ nó thường khoảng 6 đến 8 năm. Thì 3 năm thì em vẫn có thể dùng thêm 3-4 năm nữa mà nó cũng chưa lỗi thời. Thực ra chip 6700HQ nó cũng mạnh phết đấy. Còn nếu mà so với những chiếc laptop chip U mà nó hơn rất là nhiều. Trong tầm tiền này thì em phải bỏ ra từ khoảng 14 triệu rưỡi đến 15 triệu nếu có dòng máy gaming. Còn ở setting ở đây thì em đã không nói là chơi game gì. Nếu ví dụ em chơi Liên Minh ý, thì setting của nó là max rồi. Còn nếu mà em chơi PUBG ấy, thì cái mức cả màn hình GTX 960 mà kèm theo con này ấy, thì nó chơi được khoảng 50-60fps ở mức gọi là trung bình đấy em nhé. Thì có thể là hỗ trợ chơi game tương đối là tốt em ạ. Còn chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ tư của bạn Quân Nguyễn. Bạn có hỏi là: em học ngành công nghệ thông tin, ta có khoảng 8 triệu và có thể mua laptop dòng ThinkPad nào tốt nhất ạ? 8 triệu thì em cố một chút đi. Em này con T450S, dòng này là tương đối ổn. Máy có trọng lượng tương đối nhẹ là 1,5kg, pin tốt, 2 pin, dùng được khoảng 4-5 tiếng. Màn hình Full HD, Core 55300, RAM 8GB, SSD256. Giá cửa hàng đang bán bản full nó là 8.8 triệu, anh nghĩ là phù hợp nhất với em trong tình huống này em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Việt Bùi. Bạn có hỏi là: anh ơi, em có con HP 15 AI 074TU đang dùng màn 1366x768. Anh xem giúp em máy có thể nâng cấp được màn hình không, và bên anh có nâng cấp lên Full HD IPS không ạ? Thường những dòng máy này thì có một số trường hợp nếu mà có phiên bản màn full thì sẽ nâng cấp được. Nhưng cái option của em vấn đề là nếu mà có nâng lên màn full thì mình phải thay cả cáp màn hình. Nếu mà thay cả cáp cả màn vào thì có thể là chi phí nó đẩy lên cái giá của em sẽ hơi cao, thì em cân đối. Còn nếu mà cả cáp cả màn để nâng được lên màn full thì em sẽ phải mất khoảng gần 2 triệu. Mà trong khi đó là gần 2 triệu lại bỏ cái màn của em đi thì anh nghĩ là nó sẽ hơi tốn kém. Thì em có thể cân đối như nào em nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 6 của bạn Công AS Armor. Bạn có hỏi là: anh cho em hỏi là máy con laptop có cổng Type-C nhưng không có ký hiệu hình sạc mà mình cứ cắm sạc vào thì nó sạc, thì làm thế thì có hại máy không ạ? Không em, Type-C nó có hỗ trợ nếu mà nó không có ký hiệu sạc, nhưng mà nếu mà cắm vào sạc đồng nghĩa việc là cái máy của em nó có hỗ trợ sạc mà. Đấy, thường là Type-C vào thì em thấy là hầu hết những cổng Type-C đều cắm vào sạc được. Những vấn đề là cái sạc Type-C của em nó phải đủ nguồn điện. Ví dụ là chẳng hạn như 19,5V bao nhiêu A chẳng hạn, cắm vào là sạc nó dùng bình thường thôi nhé em nhé, không ảnh hưởng gì cả.
Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 7 của bạn An Nguyễn. Bạn có hỏi là anh ơi, trong các hãng như HP, Lenovo, ThinkPad, có máy nào phân khúc dưới 25 triệu, thiết kế kim loại sang trọng dưới 2,5 kg, Core i5 hoặc là i7, chip U hoặc là H càng tốt, cạc rời có SSD cộng HDD, RAM 8GB đến 16GB, X360, hỗ trợ 4G, LTE không ạ? Ở đây thì là em thích dòng X360 à, trong tầm bao tiền đấy? 25 triệu. X360. Anh nghĩ là sẽ em sẽ chọn con HP Signature X360 của HP. Chiếc máy có thiết kế vỏ nhôm, màn hình 4K. Trọng lượng máy nó chỉ có đó là 2,1 kg. Con này anh thấy khá ổn. Trang bị chip đó là i7, RAM 16GB, SSD 512GB, màn 4K và có hỗ trợ cả màn hình rời. Nếu mà có thể làm đồ họa cũng tương đối là tốt. Nhưng thực tế thì anh nói luôn với em nhé, trong tầm này thì việc nó hỗ trợ 4G bây giờ nó không còn quá quan trọng nữa. Bởi vì hầu hết những chiếc máy điện thoại di động, chẳng hạn chiếc iPhone của anh chẳng hạn, mà là hầu hết những chiếc máy bây giờ nó có một tính năng, nó là chia sẻ wifi, chia sẻ sóng 3G ấy. Em chia sẻ ra là cái laptop của em có thể dùng được, và có thể là chia sẻ có thể dùng được mấy máy liền. Nên đồng nghĩa việc là khi em cầm cái điện thoại đi đâu thì cái máy của em nó sẽ có mạng dùng ở đó luôn. Thì lúc đó cái máy điện thoại như này nó sẽ thay một cái gần như là một cái modem thu sóng tín hiệu 3G hoặc 4G để em dùng trên chiếc laptop. Đấy, nên hầu hết bây giờ các dòng máy tính thì họ bỏ hết cái khe cắm SIM rồi, bởi vì cái công nghệ đó bây giờ ít người dùng em nhá, thì em cân đối. Còn nếu tầm 25 triệu mà em mua mới, nó có một con nữa là con 7570 Evirin. Máy nó trang bị vỏ bằng kim nhôm hết, thiết kế đẹp lắm. Trang bị cả màn hình đó là MX130 dung lượng 4GB. Như cửa hàng đang bán con đó là 22.500.000 cộng thêm SSD vào rồi thì lên khoảng 24 triệu cùng tầm tiền em đầu tư. Còn nếu mà đẹp và sang trọng nữa thì em có thể chọn Dell XPS 15 phiên bản là 9560. Nếu phiên bản cấu hình i7 thì nó khoảng 27 triệu, anh thấy là khá là ok. Còn 9550 thì em bỏ ra 25 triệu rưỡi này em đã mua được phiên bản màn hình 4K rồi. Trang bị chip là i7 6700HQ luôn, chip HQ nó sẽ khỏe và kèm theo cả màn hình rời đó là GTX 960M. Đấy, rất là ok, ngon. Thì em có thể cân đối tài chính và chọn vài chiếc máy như vừa rồi anh tư vấn cho em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ 8 của bạn Nymes Boy. Bạn có hỏi là anh có thể tư vấn cho em một laptop nào dưới 30 triệu mỏng nhẹ, dòng ThinkPad thì càng tốt để render Full HD hoặc lập lịch trình không chơi game ạ? Em cảm ơn anh nhiều ạ. Nếu trong phân khúc tầm 30 triệu mỏng nhẹ thì em sẽ chọn con Mobile Workstation, đó là P52S. Như cửa hàng này đang có cấu hình rất là tốt luôn. Đó là i8-650U, con này chip rất là khỏe luôn. RAM 16GB, SSD 256 và màn hình của nó là 4K, kèm theo cả màn hình Quad Pro nữa, sẽ hỗ trợ em đồ họa cũng như việc em render. Và những cái phần mềm bình thường như render Full HD thì quá đơn giản rồi, lập trình thì không phải suy nghĩ, bởi chiếc máy có thể nhận RAM tối đa tận 32GB. Anh nghĩ con này là phù hợp nhất với tầm tiền của em. Anh đang bán là 28.500.000 em nhá, ThinkPad P52S em ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ 9 của bạn Phước Sang Đam. Bạn có hỏi là anh Lương cho em hỏi là sao con ThinkPad của em đang cắm sạc thì vẫn sạc bình thường, nhưng khi em chuyển qua chế độ máy bay thì nó ngắt sạc ạ. Cái đó là tính năng hay là lỗi vậy ạ? Em đang dùng con P72 ạ. Thực ra thì sáng anh có nhận cuộc điện thoại của em. Nếu như theo lý thuyết thì việc em tắt cái kia nó chả liên quan gì cả, mà không hiểu sao nó lại không sạc. Trong tình huống này thì anh cũng chưa gặp bao giờ, bởi vì chuyển chế độ máy bay thì nó có liên quan gì đến sạc đâu. Nhưng vấn đề là chỉ chuyển chế độ máy bay không mà nó lại không sạc, thì anh nghĩ là có thể là trường hợp của em có thể là lỗi hệ điều hành, hoặc em có thể em đang thử bằng cách đó là cài lại trước đi, hoặc là có thể là chạy WinMili. Nếu mà em chạy WinMili bình thường mà em cắm vào nó vẫn sạc, đồng nghĩa với cái chức năng sạc máy của em hoàn toàn bình thường, mà nó chỉ do phần mềm thôi. Anh cũng chưa gặp tình huống như này thì em có thể thử cài lại Win trước. Anh nghĩ là máy nó không lỗi gì đâu em ạ, nhé em nhá. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng giáo sư hỏi đáp số 184 ngày hôm nay của bạn Định Lê Quang. Bạn có hỏi là cho em hỏi là em học kỹ thuật thì bây giờ có nên mua máy Pro Retina 2012 có sử dụng được không ạ? Pro 2012, anh khuyên em nhé, nếu như dòng 15 inch thì anh nghĩ là không nên mua. Bởi vì thực tế dòng 15 inch bây giờ kể cả bản thân bọn anh bán ra, anh cũng phải nói trước với khách hàng là tỷ lệ rủi ro bảo hành rất là cao. Cụ thể ở đây là dòng 2015 bây giờ thì có thể là chết Vega rất là nhiều. Riêng bệnh chết Vega trên MacBook thì kể cả trên laptop thế thôi, nó không có biện pháp để sửa chữa hay thay thế, mà chỉ có tình huống nó là cắt cạc đi, dùng cạc on. Mà cái máy này là dùng kỹ thuật thì với cái cấu hình mà lại cắt vào cạc rời đi, không dùng này dùng cạc on thì nó yếu hơn rất là nhiều. Thì anh nghĩ là trong tình huống này thì em cố gắng em chọn những cái phiên bản mà từ 2013 đổ lên. 2013 ví dụ như là con ME293 chẳng hạn, anh bán có 19 triệu. Còn này còn chạy cạc on cũng rất là mát, nhưng nó là i7 đời 4, hardware nó ổn định hơn. Còn nếu mà em cố tầm khoảng 21 củ thì em sẽ chọn được con ME294, trang bị i7, RAM 16GB, SSD 512GB như luôn. Thì nó sẽ, anh thấy là nó ổn định hơn rất nhiều so với dòng 2012.
Còn nếu mà em dùng kỹ thuật mà em dùng có 13 inch thì vẫn có thể dùng được dòng 13 inch thì là cực kỳ bền. Nhưng mà cái cấu hình là chip U, RAM 8GB và không cả màn hình rời thì nó hỗ trợ kỹ thuật, thì nếu mà em làm đồ họa thì nó hơi yếu thì em có thể cân đối tài chính trước khi em mua em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp từ 184 của anh em mình. Và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về MacBook này, laptop hay các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, hoặc là các bạn cần đánh giá test chiếc máy nào đó thì anh em cứ đặt các câu hỏi bên dưới. Chúng tôi có thể trả lời qua tin nhắn hoặc có thể là qua những cái video như này sẽ hỗ trợ các bạn, cũng như các bạn nghe tư vấn thì nó sẽ hiểu hơn và tăng thêm cái kiến thức. Lúc đó là các bạn sẽ chọn mua máy tính hay là MacBook, nó sẽ không bị sai lầm các bạn nhé. Đầu tư chúng ta sẽ có hiệu quả hơn. Cũng mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đó là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.